Rồi xưa cứ tiện dữ đó. Giờ á nắng cũng không có tiện. À có nghĩa là những cái đèn này là ban ngày mình nó nạp năng lượng cho nó đó. Giờ xài năng lượng mặt trời không? Bây giờ có lịch mà trong cái tuần đúng không? Chỉ là mấy cái đèn led thì nó đỡ hao điện. Rồi cái đèn này đó là màu tím kìa. Xin chào cả nhà. Và tập hôm nay là tập cuối của chuyến đi Đà Lạt ngày mùng 8 Tết vừa qua. Thì như các bạn đã thấy ha, thành phố Đà Lạt lúc lên đèn thì rất là đẹp. Rồi mình gia đình mình sẽ về ngủ. Để mà dưỡng sức để mà ngày mai tiếp tục lên đường để quay về Sài Gòn. Và đầu tiên mến chúc cả nhà một ngày thật là bình an và nhiều sức khỏe nha. Và đây là buổi sáng ngày thứ ba, nhà hàng đã cho mình ăn buffet một cử nữa. Đây là miếng gà nha các bạn. Mấy chị em mình sẽ xuống ăn ha, để tạm biệt các bạn luôn. Xin chào cả nhà, bây giờ mình sẽ ăn một bữa buffet ngày cuối sau khi trở về Sài Gòn sau chuyến đi Đà Lạt 4 ngày 3 đêm nha. Rồi bây giờ gia đình mình sẽ kết thúc video ở đây ha. Và một lát nữa sẽ có chuyến xe đi về Sài Gòn, mời các bạn ở đó xem. Xin mời. Xin mời miếng gà. Thôi ăn quay chả giò, thấy chả giò ngon không? Dụng cái giờ ăn 3 món rồi. Mấy cuốn. Ăn mà sắp rửa rồi sập. Không sập. Hôm nay em mình đi rất là vui, lâu lâu về Việt Nam. Giờ đi Lạc, hồi đó giờ đâu có đi đâu. Đúng rồi, chị không đủ, không đủ. Không đủ, đủ rồi. Và sau khi ăn sáng xong rồi thì chuẩn bị lên đường. Đây là ở phía trước mặt khách sạn. Bây giờ mình sẽ cho xe chạy vòng qua bờ hồ ha, rồi mình sẽ đi xuống đèo. Ở đây là có bán trà cà phê thì mình sẽ được ngồi đây mình uống miễn phí nha. Đây để bạn để quảng cáo cho thương hiệu cà phê với lại trà của Bảo Lộc á, thì mình ghé đây mình mua rồi người ta sẽ cho mình dùng thử cà phê đó các bạn. Đây, trà artiso. Thì ai có đi Đà Lạt thì bắt buộc phải dừng ở đây để mà mua trà cà phê về uống ha các bạn ha. Ở nhà mình thì mấy đứa nhỏ đó uống thử ly cà phê. Đây mà cả nhà uống thử một ly cà phê ở dừng chân ở cái trạm Bảo Lộc bán cà phê đó. Thì mình sẽ người ta sẽ cho mình uống thử cái này để một lát nữa. Mình thấy ngon thì mình mua. Xin mời. Ngon. Má em nó mua về làm quà cho bạn bè với lại gia đình. Sao mua về em cho luôn mà nãy lấy 15 gói anh vừa à? 15 gói. Em lấy luôn, em về cho luôn. Đó, em mua về làm quà cho bên nước ngoài. Em có mua nè, artiso. Artiso để bình uống. Artiso này gì vậy? Dạ. Nhưng mà cà phê artiso này nó ngọt lắm. Thì nó ngọt. Này ngọt cũng có đỏ đường phải không? Nó bỏ cái gì đó, cỏ ngọt hay gì. Thì em làm cái kia xong cái em chế miếng ong vô để cút. Ở đây người ta có bán bánh kẹo luôn. Đó đây nè, thấy không, bánh kẹo, những cái món ăn đặc sản. Khoai lang sấy dẻo
bột sắn dây. Đây là một cái chỗ để mình có thể mình rót cà phê với trà mình uống thử đó các bạn. Có gì anh nằm chổng kìa. Nhưng mà sao mở cửa được? Đâu có mở được, rồi vô anh nằm chổng hả? Trà Tâm Châu Bảo Lộc. Bây giờ mình sẽ ghé nhà hàng Tâm Châu để mình ăn trưa nha. Sau đó mình sẽ đi một mạch về Sài Gòn. Đây một cái bếp lộ thiên. À đó vậy đi. Ở chút là ăn cơm sườn nước. Nó ăn rồi chứ con. Nên là hai cơm sườn nước. Uống trà nóng, uống trà nóng. Giờ ở đây mình sẽ ăn cơm. Rồi xuất cơm ra. Xuất cơm ra. Cơm mát sườn nướng. Cho quay cái gì xíu đi. Đây cái gì không? Rồi. Đang chuẩn bị ra cho quay. Tao mày ăn nữa kìa. Để tao lấy muỗng. Ai coi chú có hai tô mồi. Vậy. Nè lấy trong bình cái Ủa, đây, chị phụng nữa. Ủa chứ. Không không, cái dĩa này cái dĩa này. Cái dĩa này cũng được. Đó, cái gì mình sẽ cơm cho ai ăn sáng nào. Đi. Quá chỗ đó ngon. Sau khi gia đình mình ăn cơm xong ở Tâm Châu rồi chuẩn bị xuất phát đi về thẳng tiến về Sài Gòn. Đi ra đi nhà nè. Giờ bỏ sao ta? Cho trước cho chào các bạn nha. Giờ gia đình mình cũng về nha. Cái trạm A dừng chân này là cái trạm cuối để mình đi về. Bỏ vô Bảo Lộc đi nhà hàng Tâm Châu ăn mua trà cà phê. Sau đó là ăn bữa trưa ở đây. Sau khi ăn xong rồi thì lên xe về tiếp tục. Rồi cả nhà ơi, gia đình mình đã ăn cơm tại Tâm Châu Bảo Lộc. Đến đây xin khép lại chuyến đi Đà Lạt 4 ngày 3 đêm. Rồi bây giờ cả gia đình mình, mấy chị em sẽ lên xe đi về Sài Gòn nha. Xin chào, tạm biệt. Bye bye.
nữ diễn viên xuất hiện lên xe trước tiên à. Rồi lên xe đi, mở cửa rồi đó. Bình an trong cuộc sống. Rồi bây giờ thì xin chào tạm biệt. Bye bye.